Trong tập podcast 66, anh Hiếu có chia sẻ về việc anh ta đầu tư vào một doanh nghiệp tư nhân. Sau này công ty thành công và đã đóng góp một phần khá là lớn trong cái con đường tự do tài chính của anh ta. Và nếu bạn đang muốn đầu tư vào những doanh nghiệp tư nhân như thế này thì các bạn cần phải xem video ngày hôm nay, bởi vì tính đến thời điểm tháng 9 năm 2022, ở Việt Nam đã có hơn 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động và chỉ có khoảng 0.17% trong số đó là được niêm yết trên sàn chứng khoán. Điều này đồng nghĩa việc nếu bạn chỉ tập trung đầu tư các công ty đại chúng, các bạn đã vô tình bỏ lỡ qua 99.8% cơ hội ngoài kia. Những doanh nghiệp tư nhân này đầy đủ thể loại, từ bé và đơn giản như là những cái cửa hàng, những cái quán ăn bạn thấy hàng ngày, đến những cái tên đình đám như là Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, rồi công ty cổ phần Đại Nam, hoặc là tất cả những cái doanh nghiệp mà bạn thấy trên chương trình Shark Tank, tụi nó cũng đều thuộc trong cái nhóm này. Thậm chí Hòa Phát trước khi được niêm yết vào ngày 15 tháng 11 năm 2007 thì họ cũng từng là doanh nghiệp tư nhân. Đương nhiên là nếu mà các bạn mua Hòa Phát từ lúc mới được niêm yết thì đến bây giờ cũng đã nhân 15 lần rồi. Nhưng mà các bạn nghĩ sao nếu mà các bạn có thể đầu tư vào Hòa Phát lúc nó mới được thành lập thì chắc là bây giờ bạn cũng thuộc trong top tỷ phú Việt Nam rồi đúng không nào? Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về những khoản đầu tư công ty tư nhân này, sự khác biệt giữa công ty tư nhân và công ty đại chúng, những cái ưu điểm, nhược điểm, những cái rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt, và cuối cùng làm cách nào bạn có thể đầu tư vào tụi nó. Và để đổi lại những nội dung hoàn toàn miễn phí này, mình hy vọng bạn dành ra một giây để nhấn nút like của video này cho thuật toán YouTube giúp lan tỏa đến nhiều người Việt Nam hơn. Vào video nào. Sự khác biệt đầu tiên và cũng như là lớn nhất đó chính là những công ty đại chúng phải đăng ký với Sở Giao dịch Chứng khoán và phải tuân theo những cái quy định mà họ đề ra, như là lập báo cáo hàng năm nè, phải tổ chức đại hội cổ đông hàng năm nè, là phải được kiểm toán nè, rồi sẽ bắt đầu phải gửi thư mời nè, nói chung là đủ thể loại. Trong khi đó những doanh nghiệp tư nhân thì họ không cần phải làm những điều trên, họ có thể làm nếu họ muốn. Và đây đôi khi cũng chính là lý do tại sao nhiều doanh nghiệp ngoài kia không muốn niêm yết trên sàn chứng khoán, họ không muốn bị quản lý hoặc là tuân thủ theo những cái quy định của những cái tổ chức này, cũng như là phải lập báo cáo hàng quý để mà gửi cho đại hội cổ đông, gửi cho những nhà đầu tư này. Nói chung là họ tiết kiệm rất là nhiều tiền bằng việc đơn giản đó chính là không niêm yết trên sàn chứng khoán. Đương nhiên để đổi lại thì họ cũng sẽ khó khăn hơn trong việc kêu gọi vốn nếu mà họ có nhu cầu mở rộng thị trường. Thứ hai, thông tin cực kỳ hạn chế. Nhiều bạn đã từng bình luận trên kênh của mình kêu mình phân tích những doanh nghiệp như là FinHay nè, Tickcorp nè, rồi Datbike nè, rồi tùm lum tà la. Bản thân mình thì mình cũng rất là muốn làm các bạn à, nhưng mà quan trọng đó chính là những doanh nghiệp này không được niêm yết trên sàn chứng khoán, dẫn đến chính là những cái thông tin về doanh nghiệp, những cái báo cáo tài chính của họ không được công khai đến người dân. Và mình không thể nào mà phân tích một doanh nghiệp nếu mà mình không có tiếp cận được đến với những cái số liệu của doanh nghiệp của họ. Cái cách duy nhất để bạn tiếp cận những cái thông tin này đó chính là trở thành nhà đầu tư. Mà trở thành nhà đầu tư như thế nào thì lát em sẽ chia sẻ ha. Đối với hầu hết nhà đầu tư thì đây có lẽ là cái lý do họ ghét nhất khi mà đầu tư vào các công ty tư nhân. Tuy nhiên đối với doanh nghiệp thì họ cực kỳ thích điều này. Họ không muốn đối thủ biết những thông tin liên quan đến doanh nghiệp của mình. Và những nhà đầu tư trước khi mà tiếp cận những thông tin này, họ cũng cần phải ký một hợp đồng gọi là thỏa thuận không có tiết lộ thông tin để mà bảo vệ tính bảo mật của thông tin. Thứ ba, thanh khoản cực kỳ thấp. Dành cho bạn nào không biết thanh khoản là gì thì các bạn có thể hiểu đơn giản đó chính là cái tốc độ bạn có thể bán những cái tài sản này mà không sợ bị mất giá. Khi mà các bạn đầu tư mua cổ phiếu của các công ty được niêm yết, các bạn có thể bán bất kỳ lúc nào các bạn muốn, mua hôm nay, 3 ngày sau bán, hết sức bình thường. Thanh khoản cực kỳ cao và cái rủi ro đây rất là thấp. Và điều này hoàn toàn trái ngược với các doanh nghiệp tư nhân. Mình đã giả sử các bạn muốn đầu tư vào Tickcorp, FinHay hoặc là Simlize hay là Fmarket gì đó đi. Đó, các bạn phải đi ra ngoài kia tìm kiếm tên tuổi của những người cổ đông này và phải thuyết phục họ, là kêu là anh ơi bán cho em đi, em sẽ mua với giá ABCDZ này nè đó. Và đương nhiên cũng khác như là cái giá mà được thể hiện trên sàn chứng khoán, cái giá bạn mua lại lúc này đó chính là cái giá thỏa thuận giữa người mua và người bán. Một thời gian sau bạn cần tiền gấp, bạn bắt buộc phải kiếm một người nào khác để mà bán lại cái đống cổ phiếu này, chứ bạn không thể nào mà lên sàn chứng khoán rồi bán được đâu. Thứ tư, giá không có biến động quá nhiều so với thị trường. Cái chỉ số VN Index có giảm 30% thì cái giá trị tài sản của bạn gần như là không đổi. Đương nhiên về bản chất, khi mà doanh nghiệp nó làm ăn đi xuống rồi doanh thu thì nó không có tăng trưởng, dòng tiền thì bắt đầu nó âm, thì rõ ràng là định giá của doanh nghiệp nó sẽ giảm. Nhưng mà bởi vì cái tính chất thiếu thanh khoản của thị trường, không có ai mua bán liên tục, cho nên dẫn đến đó chính là cái giá trị của khoản đầu tư của bạn sẽ gần như là không thay đổi. Và đây đôi khi lại là ưu điểm khi mà bạn đầu tư vào những doanh nghiệp như thế này. Cho các bạn dễ hình dung hơn thì các bạn cứ tưởng tượng các bạn bỏ ra 2 tỷ mua một miếng đất đi. Cái giá trị miếng đất này sẽ vẫn là 2 tỷ, bởi vì bên ngoài kia không có một cái bảng điện tử mà thể hiện biến động giá lên xuống của mảnh đất này.
Cho nên bạn đầu tư 2 tỷ thì 2 tháng sau nó vẫn là 2 tỷ đó. Trừ khi nào mà 1 năm sau khi mà bạn bán cái miếng này đi 2 tỷ 2 thì lúc đó là bạn nói thì ra là mình đã lời được 10% rồi nè. Đó, thì lúc đó bạn mới biết được cái giá của cái tài sản này nó tăng hay là giảm. Thanh khoản thì thấp, kiếm người mua thì rất là khó. Vậy thì làm sao mà các bạn có thể kiếm tiền từ những cái thị trường này? Cái cách đầu tiên không có phổ biến cho lắm, nhưng mà lại cách hằng mong đợi của những nhà đầu tư bên ngoài kia khi mà có cổ phiếu của doanh nghiệp tư nhân này, đó chính là chốt lời khi mà doanh nghiệp được niêm yết. Sau một thời gian chờ đợi và phải mua bán thỏa thuận thì lúc này các bạn có thể trực tiếp chốt lời trên sàn chứng khoán mà không cần phải đợi chờ tìm người bán nữa. Và đây giải thích lý do tại sao nhiều nhân viên, nhiều người trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp sau khi họ được niêm yết họ bắt đầu xả hàng. Bản thân mình thì mình nghĩ rằng đây là một việc hết sức là bình thường, bởi vì họ đã chờ đợi đủ lâu rồi. Họ đã xây dựng doanh nghiệp một thời gian rất là lâu dài, họ đã cố gắng rất là lâu dài để mà có thể niêm yết doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Họ hoàn toàn có thể chốt lời để mà có thể thu lại một tí lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu mà những người này mà bán 100% cổ phần của họ thì các bạn coi chừng nha. Cách thứ hai thì phổ biến hơn và các bạn không cần phải chờ đợi một thời gian dài, đó chính là các bạn ra bên ngoài kia và kiếm nhà đầu tư khác sẵn sàng mua lại những cái cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ. Tuy là khó nhưng mà đây thường là cái cách mà nhiều quỹ đầu tư ngoài kia thoái vốn những cái khoản đầu tư của họ. Nhưng làm sao bạn có thể đầu tư vào những công ty này? Và cũng tương tự như là thị trường chứng khoán, hai cách: trực tiếp và gián tiếp. Để mà đầu tư trực tiếp thì bạn cần phải biết những người founder, phải có một cái mối quan hệ nào đó để mà có thể tiếp cận với những người sở hữu những cái cổ phiếu này, đúng không nào? Chứ không tự nhiên bạn có thể nào mà tới mình xong người kêu mua cổ phiếu của Finhay được. Mình làm đâu phải là sở hữu cổ phiếu Finhay đâu. Bạn phải có mối quan hệ với những người founder này và tự nhiên phải có tiền nữa cơ. Hoặc bạn có thể là nhân viên của công ty. Công ty có những cái chương trình mà như là cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên, bán nhân viên đó, thì các bạn có thể đầu tư vào cách đó. Và theo mình nhớ thì trong cái podcast anh Hiếu cũng chia sẻ, đây cũng chính là cái cách mà anh ta đã thực hiện sở hữu cái cổ phần của công ty tư nhân này. Anh ta là cố vấn cho những cái doanh nghiệp như vậy. Anh ta thấy kiểu thú vị, thế là anh ta mua. Thì đó chính là đầu tư trực tiếp với những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ như mình và các bạn. 99% dân chơi trong thị trường này đó chính là các quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các tổ chức tài chính như là ngân hàng, công ty chứng khoán. Đó là những dân chơi chính trong thị trường này. Và các bạn đang đầu tư vào nó một cách gián tiếp mà bạn không hề biết đến. Trong video mình phân tích về ngành chứng khoán, cách mà các công ty chứng khoán kiếm tiền, thì các bạn có thể để ý khi mà mình cho các bạn xem cái bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, các bạn sẽ thấy được rằng đó chính là trong đó có những cái tài sản như là trái phiếu chưa được niêm yết hoặc là cổ phiếu chưa được niêm yết. Nếu mà những cái doanh nghiệp chưa niêm yết này mà nó thành công thì giá trị nó sẽ tăng lên, đồng nghĩa việc trên tài sản của doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng sẽ tăng theo, và hiển nhiên là giá cổ phiếu cũng sẽ tăng. Như vậy việc bạn trực tiếp sở hữu cổ phiếu công ty VnDirect, các bạn đã gián tiếp sở hữu cái danh mục đầu tư của họ, trong đó bao gồm là cái trái phiếu Trung Nam đó nào. Cái tuần trước là trái phiếu Trung Nam nó sập cái một con gái đó, thì giá cổ phiếu VnDirect cũng sẽ bị giảm theo. Thì đó chính là cái cách đầu tư gián tiếp mà mình đang nói đến. Một ví dụ khác đó chính là trong video mình chia sẻ về quỹ bảo hiểm và quỹ đầu tư, thì sau khi mà các công ty bảo hiểm thu tiền phí của các bạn, họ sẽ phải dùng số tiền này đem đi đầu tư một nơi nào đó. Lúc này thì công ty bảo hiểm có thể tự quyết định là họ sẽ quản lý số tiền này hay là sẽ outsource cho một công ty bên ngoài kia đầu tư giùm họ. Và đương nhiên là nếu mà quỹ đầu tư bảo hiểm này mà nó làm ăn tốt, tăng giá trị, thì rõ ràng là cái công ty bảo hiểm nó cũng tăng theo. Và đương nhiên là cái số tiền đầu tư của bạn cũng sẽ tăng lên. Đó, thì một cách nào đó bạn không có nhìn thấy những khoản đầu tư, nhưng thực ra là tiền của bạn cũng đang đi vào những dự án như vậy. Hoặc một cái cách đầu tư gián tiếp và nó cụ thể nhất, đó chính là bạn sẽ đầu tư vào các quỹ đầu tư mạo hiểm bên ngoài kia. Đây là những cái quỹ đầu tư thay vì là đầu tư các công ty trên sàn chứng khoán như là quỹ mở, thì họ sẽ đầu tư vào các công ty mà tư nhân đó. Thì Việt Nam có những công ty như là Venture Vina Capital nè, Mekong Capital nè, Cyber Agent Venture nè, IDG Venture nè, FPT Venture nè. Mình sẽ để một số cái tên trên màn hình ha. Như vậy là các bạn đã biết được hai cái cách chính mà các bạn có thể đầu tư những công ty tư nhân này. Câu hỏi tiếp theo đó chính là liệu các bạn có nên đầu tư vào những loại tài sản như thế này hay không? Hoặc một câu hỏi nó khái quát hơn đó chính là những nhà đầu tư nào thì phù hợp đầu tư vào những doanh nghiệp tư nhân này? Một, những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc là những cá nhân giàu có. Không phải tự nhiên ở Mỹ nó có cái quy định đó chính là bạn phải có thu nhập hàng năm trên 200.000 đô, tương đương với khoảng 4-5 tỷ một năm đó, và có cái tổng giá trị tài sản hơn 1 triệu đô trước khi mà các bạn có thể đủ điều kiện
tham gia vào những quỹ đầu tư mạo hiểm này. Nếu mà đầu tư thị trường chứng khoán mà giá cổ phiếu giảm mới có 10% và bạn đã cắt lỗ để chạy mất tiêu đó, thì khả năng cao là các công ty tư nhân này không dành cho bạn. Thứ hai, thời gian đầu tư nó phải dài hạn. Khác với việc đầu tư cổ phiếu trên sàn chứng khoán, bạn có thể bán bất kỳ lúc nào cũng được. Bạn bán này, tuần sau bán, mùa hôm nay, ngày mai bán, tùy bạn. Không có ai cấm bạn việc bạn bán cả. Tuy nhiên, khi mà bạn đầu tư các quỹ đầu tư mạo hiểm này, thì các bạn phải có một cái thời gian cam kết ít nhất là từ 1 đến 2 năm trước khi mà bạn đã rút số tiền này ra. Và nếu mà bạn chưa bao giờ nắm giữ cổ phiếu quá 1 năm thì chắc chắn đây không phải là dành cho bạn. Thứ ba, khẩu vị rủi ro cực kỳ cao. Nếu mà mình lấy quỹ mở ra làm cột mốc đánh giá rủi ro đi, thì ở mức 5 là quỹ mở, thì đầu tư trực tiếp cổ phiếu ở mức 7, mức 8 gì đó, thì đầu tư các doanh nghiệp tư nhân này mình phải để ở mức 15 hoặc là 20, rủi ro rất là cao. Nó cao, mình nghĩ là nó cũng phải xấp xỉ ngang với đầu tư crypto đó các bạn à. Mặc dù crypto hơi ma một tí xíu. Đặc điểm thứ tư, thích tìm tòi, và đặc biệt đó chính là có kiến thức để mà tìm hiểu về những doanh nghiệp này. Và như mình đã chia sẻ phần đầu video, đó chính là những doanh nghiệp này không có bị bắt buộc là phải ra báo cáo như là các công ty được niêm yết đó. Cho nên là việc tìm kiếm thông tin để mà phân tích các doanh nghiệp này cực kỳ khó, và yêu cầu các bạn cần phải làm nghiên cứu rất là kỹ trước khi mà có thể ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên là mình có cái cách mà có thể định giá những doanh nghiệp này một cách hết sức đơn giản. Đương nhiên là độ chính xác không có cao, nhưng mà đây cũng chính là một trong những cách mà phổ biến để mình định giá các doanh nghiệp tư nhân. Thì nếu bạn nào hứng thú về cái chủ đề này thì có thể bình luận cho mình biết nha. Tại vì những cái video mà mình chia sẻ kiến thức nó nặng nề, hơi nâng cao tí xíu là gần như là không ai coi cả. Cho nên là cái việc đó mình cũng cần phải cân nhắc là có nên chia sẻ trong video hay không. Đến đây chắc chắn bạn sẽ thắc mắc, ủa Tuy Suy, sao em thấy rủi ro nè thì nhiều nè, tìm hiểu thì nhiều nè, thông tin thì không có nè, rồi nói chung là tùm lum rủi ro. Ủa vậy tại sao mình phải đầu tư vào doanh nghiệp này với Tuy Suy? Sau đây là 5 lý do tại sao bạn lại muốn đầu tư vào những doanh nghiệp tư nhân này. Lý do đầu tiên, lợi nhuận và lợi nhuận. SoftBank đã đầu tư vào Alibaba 20 triệu đô. Khoản đầu tư này nó đã tăng lên thành 50 tỷ đô, tăng 2.500 lần chỉ trong vòng vài năm. Năm 2010, Uber được 18 doanh nghiệp bên ngoài kia định giá ở mức 5,4 triệu đô. Vào năm 2019, Uber được IPO với mức định giá là 82 tỷ đô, coi như là tăng khoảng 5.000 lần. Trong 20 năm vừa qua thì cái lợi nhuận trung bình là 15% một năm, gấp đôi tăng trưởng của S&P 500 trong thời gian đó. Rủi ro thì chắc chắn là ở đó, nhưng mà bởi vì cái lợi nhuận tiềm năng nó quá hấp dẫn đi, cho nên rất nhiều quỹ đầu tư, rất là nhiều công ty bảo hiểm hoặc là các tổ chức tài chính ngoài kia không thể mà bỏ lỡ cái miếng bánh ngon như vậy được. Lý do thứ hai, đa dạng danh mục đầu tư. Và như mình đã chia sẻ, đó chính là nếu mà bạn chỉ đầu tư vào 0.17% các doanh nghiệp được niêm yết thì bạn đã vô tình bỏ lỡ qua 99% các doanh nghiệp ngoài kia rồi. Và có những doanh nghiệp, những cái ngành nghề mà mình nghĩ rằng là sẽ không bao giờ được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Cho nên là nếu mà bạn nào muốn đầu tư vào những ngành nghề này, những doanh nghiệp này, thì chỉ còn cách đó chính là đầu tư như trong video này mình chia sẻ mà thôi, chứ gần như là không thể nào mà mua được trên sàn chứng khoán đâu. Đương nhiên, nếu mà danh mục hiện tại các bạn chưa có đa dạng, nghĩa là bạn hoàn toàn có thể đa dạng được cái danh mục của bạn với những cái công ty trên sàn chứng khoán, thì bạn không cần phải quan tâm lý do này. Những cái quỹ đầu tư nó có quá nhiều tiền, danh mục của họ lên tới hàng trăm tỷ thì họ mới cần phải quan tâm mà thôi, chứ còn bạn nếu mà nhỏ quá thì cũng không cần quan tâm đâu ha. Lý do thứ ba, thông tin không được công bố. Mình nghĩ rằng cái lý do này thì nó sẽ quan trọng với những cái tổ chức tài chính, những cái quỹ đầu tư mạo hiểm hơn là đối với những nhà đầu tư cá nhân như mình. Mình sẽ lấy ví dụ đó chính là các công ty fintech Việt Nam đi ha. Nếu mà các bạn không đầu tư vào Tikop hoặc là FinHay thì chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ có những cái thông tin về cái thị trường này. Không có biết thông tin là ok là Tikop tăng trưởng bao nhiêu, cái tốc độ tăng trưởng của thị trường này tăng trưởng bao nhiêu, đúng không nào? Bạn sẽ không bao giờ có thông tin này nếu bạn không đầu tư vào những doanh nghiệp trong cái mảng này. Thì đương nhiên là với nhà đầu tư cá nhân thì có thể không quan tâm, nhưng mà việc các tổ chức tài chính có thể tiếp cận những thông tin này, nó sẽ hỗ trợ cho họ ra quyết định đầu tư vào những dự án trong tương lai đó. Thì thông tin cũng chính là một trong những lý do mà nhiều quỹ đầu tư họ tham gia vào thị trường này. Thứ tư, tiền quá nhiều. Hiện tại quỹ DCS đang quản lý khoảng 1.400 tỷ Việt Nam đồng. Nhưng mà bạn tưởng tượng xem, nếu một ngày nào đó có cái quỹ đầu tư khoảng 20.000 tỷ Việt Nam đồng đi, khoảng 1 tỷ đô đi, cái nguồn cung trong thị trường chứng khoán không có đủ đáp ứng cái nhu cầu tiền mặt của họ, thế thì họ bắt buộc phải đi qua những cái thị trường công ty tư nhân để mà đầu tư. Và ở đây họ có thể tìm ra những khoản đầu tư hấp dẫn cho danh mục của họ. Và cuối cùng đó chính là các mối quan hệ. Khi mà bạn nắm giữ cổ phiếu một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán thì các bạn chỉ là một trong hàng ngàn nhà đầu tư bên ngoài kia mà thôi.
Rất là khó để mà chủ tịch công ty đó biết bạn là ai, trừ khi nào bạn có khoảng tầm 5-10% tổng cổ phiếu của công ty của họ đó, thì may ra họ mới quan tâm bạn là ai mà thôi, chứ không thì kiểu em là ai. Trong khi đó với doanh nghiệp tư nhân, bởi vì bản chất công ty vẫn còn nhỏ, hoặc là ít nhất là rất là hạn chế nhà đầu tư để mà có thể đầu tư vào, khả năng cao chủ tịch sẽ quan tâm đến bạn, và bạn có thể thêm một cái mối quan hệ trong cái network của bạn. Và đương nhiên là bạn mới có tiền thì họ mới quan tâm, chứ bạn không có tiền thì làm sao họ cái các bạn như thế nào. Mình hy vọng sau video ngày hôm nay các bạn đã biết được công ty tư nhân là như thế nào, những cái rủi ro, những cái ưu điểm, nhược điểm mà các bạn sẽ gặp khi mà đầu tư vào những cái tài sản như thế này. Nếu mà các bạn có cái cơ hội đầu tư vào cái công ty tư nhân thì các bạn có đầu tư hay không? Và lý do tại sao bạn lại đầu tư? Các bạn hãy chia sẻ dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Video tuần này hơi dài rồi. Bye bye các bạn. Cheers.